Bắt đầu tập 359 nha. Trong hư không tối tăm, Long Khâu Đạo trực tiếp dung nhập vào trận pháp đầu mối thanh chốt trong trung tâm, khống chế hư không chiến hạm hướng phía Thánh Long vực phương hướng đi. Hán dạng này khống chế phương thức để cho mình trở thành hư không chiến hạm một phần, khống chế càng thêm nhuần nhuyễn, mười phần tự nhiên. Sung sướng bầu không khí bên trong để cho đoàn người từng bước hướng phía Thánh Long vực tiến phát đấy. Mà bên này, chuyện xảy ra. Còn đang thứ 94 chấn thủ vực Tư Thiên cùng Tử Nhược Yên cũng không biết chuyện. Hôm nay nhiều chuyện Tử Đế Tôn cùng Lạc Thao Thiên cũng đã là vội vàng xoay quanh. Nếu không có tiêu Ngư Nhi phụ trợ hỗ trợ, chỉ sợ còn không biết đạo bận rộn thành hình dáng gì. Bọn hắn đều không có truyền tin trở về, theo bản năng đều đã quên mất. Đồng thời, thứ 94 chấn thủ vực bên trong, Linh Năng Thần Tộc đều là đang không ngừng bận rộn. Dựa theo tuyên bố tình huống, bọn hắn biết rõ Linh Năng Đế Quốc sẽ trở thành lịch sử, không còn nữa đã qua mỗi cái linh năng thần tộc đều theo chiếu theo cấp trên phân phó làm xong cố định công tác tra lậu bổ khuyết xác định đến lúc đó dung hợp sản sinh chấn động sẽ không tạo thành tổn thất gì trừ chỗ đó ra linh năng đế quốc đi qua linh năng thần tộc đại quân cũng là tại các nơi dò xét chấn thủ làm xong thủ vệ công tác đến lúc mọi thứ thỏa đáng sau đó mọi người lần nữa tụ tập tại linh năng đế quốc đi qua triều đình đại điện trong đó ngoại trừ tiêu thiên dựa theo từ nhược yên thuyết pháp đi ra ngoài mấy ngày nay đã du ngoạn thập phần vui vẻ lại kéo thời gian quá lâu cũng không biết đại viêm hoàng triều sẽ phát sinh chuyện gì nàng lo lắng hơn đừng đến lúc đó lạc nữ ái đầu này ngu xuẩn bò sữa thừa dịp không tại hồ nháo liền xong đời cho nên đi đường tốc độ biện pháp nhanh nhất chính là tiêu thiên chỉ một thân một người đi đường triều đình trên đại điện từ nhược yên ngồi ngay ngắn ở đế vị bên trên đây là lâm thủ thành chủ động thỉnh cầu nếu linh năng thần tộc đã làm ra quyết đoán như vậy thì muốn thông suốt đến cùng bắt đầu từ bây giờ bất quá bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy tiêu thiên rốt cuộc là làm thế nào đến mang theo bọn hắn giới vực thế giới chạy linh năng thần tộc đã sớm bố trí trận pháp tại giới vực thế giới bên ngoài giữa hư không nhắm ngay quê hương của bọn hắn cho nên triều đình trên đại điện từ nhược yên bọn hắn mọi người có thể thấy rõ ràng linh khí màn che bên trên nổi lên hình ảnh không chỉ là bọn hắn đại điện bên trong to lớn chấn thủ vực tinh cầu bên trên các nơi linh năng thần tộc cũng là có thể thấy rất rõ ràng chuyện này cũng coi là lâm thủ thành cùng lâm bát vân sau khi thương lượng cố ý hành động khi lấy được tiêu thiên đồng ý sau đó bố trí cứ như vậy cũng có thể để cho tộc nhân rõ ràng giải tiêu thiên thực lực càng có thể chính mắt thấy quyết định bọn hắn nhất tộc tân lịch sử thời khắc giữa hư không vận chuyển trận pháp phía dưới hình ảnh tập trung tại tiêu thiên trên thân có thể thấy rõ ràng Tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, Tiêu Thiên hướng phía trước mặt giới vực thế giới bức tường ngăn cản vươn tay ra, không ngừng phát ra lực đạo đến. Hướng theo hai cánh tay hắn dùng sức phía dưới, trước mặt nguyên bản vô cùng to lớn giới vực thế giới, dĩ nhiên là đang không ngừng thu nhỏ áp súc. Mà dưới loại tình huống này, thân ở giới vực thế giới trong đó Tử Nhược Yên bọn hắn cũng không có cảm nhận được cái dạng gì dị trạng kèm theo thế giới bức tường ngăn cản không ngừng áp súc ngưng tụ, cuối cùng là từ từ hóa thành một cái lớn chừng quả đấm óng ánh trong suốt hư hạt châu màu trắng. Quả thực là quá mức kỳ diệu, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đều không cách nào tin tưởng. Cho dù là kiến thức qua Tiêu Thiên thực lực Lâm Thủ Thành, đều là vô cùng cảm khái. To lớn vô cùng giới vực thế giới, cư nhiên là bị Tiêu Thiên như vậy áp súc thành lớn chừng quả đấm tinh thể cầu, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ không nhịn được khen ngợi lên tiếng. Tiêu đại nhân, thật là thần thông quảng đại. Lâm Bát Vân đi theo cảm khái mạc danh. Bên cạnh cái khác linh năng thần tộc cường giả đều là dối rít khen ngợi lên tiếng, nhìn chằm chằm phía trên hình ảnh không thả. Đồng dạng là ngồi ngay ngắn ở đế vị bên trên tử nhược yên, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm linh khí màn che trên bức họa thân ảnh, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Cái này chính là phu quân của mình a. À? Không chỉ là triều đình này trên đại điện, toàn bộ chấn thủ vực tất cả linh năng thần tộc đều là chính mắt thấy mình sinh tồn giới vực thế giới, rốt cuộc là làm sao bị áp xúc thành tinh thể hình cầu bọn hắn cũng càng thêm lý giải vì sao tuyên bố nội dung phía trên nói những này bọn hắn không cần thiết di chuyển chỉ cần lẳng lặng chờ đợi đợi là tốt làm nửa ngày ân nhân cứu mạng của bọn hắn Tư thiên bản lãnh nghịch thiên đến nước này liền khi tất cả linh năng thần tộc nghị luận ẩm ỉ thời điểm trong hình Tư thiên không gian bốn phía phảng phất là sụp đổ vỡ nát sau một khắc trận pháp hình chiếu Tư thiên hình ảnh đã biến mất phảng phất từ chưa tồn tại qua một dạng bầu trời cự thành triều đình đại điện bên trong có một tên linh năng thần tộc rất giật mình trận pháp hỏng ta đã cách rất xa bố trí trận pháp nay cũng có thể được ảnh hưởng đến sao lúc trước đo trận pháp đều là hắn đến phụ trách tại giải tiêu thiên thực lực sau đó hắn đã tận lực đem trận pháp đo tọa độ đặt ở rất xa đây thì càng thêm có thể nói rõ tiêu đại nhân chỗ kinh khủng rồi lâm bát vân nhẹ giọng nỉ non thuật rõ mà ra phanh tiêu thiên thân hình đã là tại hắc ám giữa hư không cuồng tiêu bốn phía không gian không ngừng phá toái, tốc độ đang điên cuồng tăng vọt, mà trường lực càng là tại vững chắc bốn phía, tránh cho bạo phát tốc độ quá mức cuồng bạo, dẫn tới không gian sụp đổ quá lớn. Đến lúc đó bay bay, một đầu đụng vào không gian hai lớp bên trong, vậy thì tốt trời. Mang theo thứ 94 chấn thủ vực tiêu thiên, không ngừng bạo phát tốc độ sau đó. Không quá nửa khắc thời gian, cũng đã trở lại nữ đế liên hợp đế vực vùng trời. Ngắm nhìn quen thuộc giới vực thế giới, tiêu thiên buông ra tác dụng ở trong tay giới vực thế giới lực lượng to lớn giới vực thế giới bắt đầu bành trướng, từng bước khôi phục thành nguyên bản tư thái. Tiêu Thiên nâng khổng lồ giới vực thế giới, cứ như vậy bắt đầu hướng phía phía trước nữ đế liên hợp đế vực đẩy tới. Vì để tránh cho ảnh hưởng đến hư không hàng tuyến, Tiêu Thiên chọn một cái hư không loạn lưu cùng bạo nhất góc độ. Hướng theo Tiêu Thiên tiến tới hai cái giới vực thế giới bắt đầu tiến hành dung hợp, phảng phất như là hai cái bọt khí tiếp xúc với nhau. Cũng không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Tiêu Thiên một bên đẩy chấn thủ vực, trong tâm hết sức tò mò. Dù sao, thứ 94 chấn thủ vực trong đó tình huống xem như rất đặc thù Bên trong có hoàn chỉnh tinh cầu cùng những giới khác vực thế giới địa phương vòng quanh bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hai loại khác nhau giới vực thế giới dung hợp vào một chỗ sẽ phát sinh bực nào biến hóa, ong ong. Hai cái giới vực thế giới bắt đầu rung động tại tiêu thiên giới sự khống chế đang dần dần dung hợp lại. Cùng lúc đó, nữ đế liên hợp đế vực bên trong, Lạc Thao Thiên khí tức trong người âm âm bạo phát bành trướng, cảnh giới bắt đầu từng bước đi lên đề cao, càng thêm cường thịnh lên. Xôi trào mãnh liệt lực lượng bắt đầu điên cuồng tăng lên. Là đại ca đối diện tử đế tôn cảm thụ được lạc Thao Thiên trên thân khí thế vô cùng ngạc nhiên. Làm sao đang yên đang lành thực lực liền bắt đầu đi lên tiêu đầy. Đối mặt tử đế tôn vấn đề, lạc Thao Thiên cúi đầu nhìn đến mình, thân sắc mờ mịt. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tử đế tôn thì lắc lắc đầu tình huống này ta cũng không biết à ầm kèm theo lạc thao thiên rứt tiếng trong cơ thể hắn cảnh giới khí tức lần nữa đề cao điên cuồng tăng vọt bởi vì thực lực thần tốc đề thăng để cho lạc thao thiên khó mà khống chế thể nội lực lượng khi thế phun trào phía dưới trực tiếp đem trước mặt tử đế tôn cho chấn lật nhìn cho mình chấn lật đến dưới đáy bàn tử đế tôn lạc thao thiên trên mặt tràn đầy vẻ lúng túng vốn là lần này qua đây chính là tại bận rộn sau khi dỗi rảnh phía dưới cùng lão để uống cái rượu ăn chút thức ăn tới một cái bi thảm khổ lực lão cha tụ họp sẽ. Làm sao trong nháy mắt phát sinh sự tình như vậy? Cái bàn trên mặt đất tử đế tôn linh khí trong cơ thể vận chuyển, chống cự trước mặt lạc thao thiên uy áp, cau mày, tiểu tiêu đứa bé kia mang theo tiểu yên đã trở về. Hơn nữa, lần trở về này chẳng lẽ lại mang theo cái giới vực thế giới trở về dung hợp đi. Chỉ riêng là nói đến đây, tử đế tôn đã cảm thấy 10 phần có khả năng trước mặt lão ca thực lực vô pháp đề thăng duy nhất tăng lên biện pháp chính là nữ đế liên hợp đế vực hôm nay cường thịnh hơn gần đây nữ đế liên hợp đế vực tăng tăng mặt trời lên cao lạc thao thiên thực lực là tại trầm chậm, chậm đề thăng nhưng thực lực như vậy mãnh liệt tăng trưởng tại tử đế tôn xem ra ngoại trừ dung hợp lần nữa giới vực thế giới không có khả năng khác rồi mặt đất cũng là hơi rung động nhưng cũng không rõ ràng so với lần trước giới vực thế giới dung hợp lần này động tĩnh rõ ràng là muốn rất nhỏ rất nhiều Lào Thao Thiên cảm thụ được thể nội thực lực đề thăng, hết sức vui mừng, rất cao hứng. Tiểu tiêu cái hài tử này thật là không tồi. Ban đầu sử dụng sơn hà xã tác chi thuật, còn tưởng rằng đời này thực lực cũng không cách nào đề thăng. Ai có thể nghĩ hai từ này có bậc này thực lực khủng bố, bản lãnh không phải a? À. Lào Thao Thiên bên này đã từ từ đế tôn trong miệng, biết rõ liên quan tới tuyết phú quý sự tình. Hắn cũng biết rõ ràng, kỳ thực tiêu thiên mạnh mẽ chính là bản thân thể phách, căn bản là không có gì không gian thần thông tựa vào chỗ ngồi lạc thao thiên nhìn trước mặt tử đế tôn u oán nhìn đến mình diễu cợt ngươi đây là ánh mắt gì loại này ăn không ngồi rồi tăng thực lực lên biện pháp thật sự là quá đều giả rồi tử đế tôn có chút ghen ghét đến mở miệng trong mắt rất là hâm mộ đối với thực lực bản thân để thăng trầm chậm tử đế tôn là có mình lo âu bất trí bất giác hắn liền phụ thân một cái tay đều không đánh lại trong nháy mắt lạc thao thiên lại muốn hất ra mình một mảng lớn đà kích khủng lồ ha 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 ngươi tại đây hâm mộ cũng vô dụng thôi không được ngươi cũng tìm một cái như vậy hảo nữ tế a à. lạc thao thiên khoát tay cất tiếng cười to cảm thụ được thể nội dâng trào lực lượng mười phần đắc ý nhưng mà đối diện tử đế tôn thanh âm u oán lần nữa chuyển tới vấn đề là thật sự là hắn cũng là con rể ta à ế lạc thao thiên tiếng cười im bặt mà dừng nhìn trước mặt tử đế tôn thật lâu mới phục hồi tinh thần lại ô đúng vậy à hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi hai người con rể là một người, đáng ghét, đông. Khủng lồ tiếng chuông âm thanh bỗng nhiên là vang vọng giữa không trung trong đó. Giữa thiên địa, linh khí bỗng nhiên là phong vân biến ảo, đột nhiên bắt đầu đề thăng. Không chỉ như thế, mỗi người cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, ngẩng đầu thời điểm ngạc nhiên phát hiện. Một khỏa khổng lồ tinh cầu chậm rãi từ vùng trời lướt qua. Tinh cầu này mặt ngoài bên trên hiện lên bé nhỏ không đáng nhắc tới quang mang, đã không gian bà động để cho lẫn nhau giao thoa thời điểm, lẫn nhau không có tạo thành ảnh hưởng gì. Đây là cái gì? Lạc thao thiên trợn to cặp mắt, không nhịn được đứng dậy, nhìn đến kia chậm rãi xẹt qua khổng lồ tinh cầu, hô hấp đều có một chút rồn rập. Từ đế tôn đồng dạng là ngưng thần nhìn đến từ từ đi xa tinh cầu, trầm ngâm chốc lát sau đó, đây nhất định là tiểu tiêu đứa bé kia làm ra, bình tĩnh chờ nóng, hạn chế gấp gáp, ẩm ẩm. Lại là một tiếng tiếng nổ, lần nữa bắn ra, đây vang vọng toàn bộ thiên địa bốn phía tiếng nổ nổi lên sau đó giữa thiên địa linh khí phảng phất là làn sóng bao phủ đột nhiên nổ tung đề thăng toàn bộ nữ đế liên hợp đế vực người cũng cảm giác mình phảng phất là đưa thân vào linh khí ở giữa hải dương toàn thân thoải mái vô cùng phảng phất là trở lại mẫu thân trong ngực lười biếng muốn thiếp đi tử đế tôn lập tức là khoanh chân ngồi xuống trong tâm như có sở ngộ cộng thêm như thế hoàn cảnh hắn đã bị sao động khi tức cảnh giới cũng là đang chậm rãi đề thăng tấn thăng 21 giai đạo quân, bạch. Tử đế tôn đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy thời điểm, thân thể bốn phía đại đạo chi lực mơ hồ lắc lư, toàn thân lực lượng khủng bố, phảng phất là ngất trời phúc một bản biến hóa. Tím lão đệ, chúc mừng, lạc thao thiên nhìn thấy tử đế tôn cảnh giới đột phá, giơ tay lên chúc mừng. Tử đế tôn cười một tiếng, nhìn trước mặt lạc thao thiên, nếu mà ta không có cảm giác sai, là đại ca, cảnh giới của ngươi cũng tăng lên đi. 22 cấp đạo lộ vẻ cảnh, Lạc Thao Thiên hoạt động bên dưới gân cốt, vui tươi hớn hở gật đầu, chính là chiến lược thế nào, không có động thủ không biết có hay không vương cấp đánh giá. 22 cấp đạo lộ vẻ cảnh, có mạnh có yếu. Thực lực cường giả mới có thể đến lúc đánh giá. Cũng không biết tiểu tiêu hài tử này, rốt cuộc là đã làm gì, vừa mới vậy rốt cuộc là bực nào tình huống. Tử đế tôn thần sắc trịnh trọng, nhìn đến vừa mới kia to lớn tinh cầu cách xa phương hướng, trong tầm nghĩ ngợi. Lạc Thao Thiên tỏ ý tử đế tôn không gấp, chờ chút, hai tử này nếu trở về, nhất định rất nhanh sẽ tìm đến. Tử đế tôn cũng đi theo gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc hồi lâu qua đi nói, vì sao ta cảm giác đây đại nhật viêm tinh, tản ra năng lượng, thật giống như mạnh hơn. Lạc thao thiên đi theo gật đầu, đích xác là mạnh hơn. Mà tiêu thiên chính là lơ lửng giữa không trung, nhìn phía xa mọi thứ, thần sắc ngạc nhiên. Nữ đế liên hợp đế vực tại quá khứ, xuyên qua thế giới bức tường ngăn cản sau đó cũng chỉ có một phiến hoàn chỉnh lục địa lục địa danh giới cùng thế giới bức tường ngăn cản dán vào chính là hạng người tầm thường nói thế giới biên giới các loại hôm nay dung hợp sau đó nữ đế liên hợp đế vực bên trong đồng dạng nổi lên hắc ám hư không nhưng tại tiêu thiên trong mắt càng hẳn xưng là tinh không không có hư không loạn lưu chỉ có linh khí nhàn nhạt, nhạt ở tại bên trong phiêu động linh năng thần tộc sinh tồn chấn thủ vực tinh cầu chính là ở đó chậm rãi xoay tròn hơn nữa vòng quanh kia đại nhật viêm tinh hành tẩu mặt khác nữ đế liên hợp đế vực nguyên bản lục địa cũng đồng dạng là đi theo ở đó chậm rãi xoay tròn vòng quanh đại nhật viêm tinh giống nhau như đúc bất quá một khác này bởi vì thế giới bức tường ngăn cản nội bộ không gian trên phạm vi lớn mở rộng có hắc ám tinh không tiêu thiên cũng phát hiện nữ đế liên hợp đế vực lục địa cũng không phải là bằng phẳng bộ dáng ngược lại là mang theo đường cong phẳng phất như là một cái tinh cầu giả thành rồi câu đố hôm nay chỉ liều mạng một phần có chút ý tứ Tiêu Thiên nhìn phảng phất là một cái tinh cầu tàn khuyết một góc ngày xưa lục địa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đến đây là hết tập 359 rồi, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Bắt đầu tập 360 nha, bạch, Tiêu Thiên thân hình tốc độ bung ra, rất nhanh là đi tới chấn thủ vực tinh cầu bên trên. Hôm nay, khỏa tinh cầu này đã có tên mới là trước khi tới quyết định. Gọi là Linh Năng Phủ toàn bộ tinh cầu đều là nhất phủ chi địa lấy linh năng thần tộc đặt tên thuộc về đại viêm hoàng triều quản hạt cứ việc tinh cầu là thuộc về đại viêm hoàng triều quản hạt nhưng một phần của nữ đế liên hợp đế vực một phần trong đó cùng lạc thao thiên sơn hà xã tác thuật đồng dạng có liên quan tự nhiên có thể để cho lạc thao thiên thực lực tăng vọt ăn một làn sóng nhà mình con rể tiền hoa hồng tiêu thiên rất nhanh là đã tới linh năng phủ đi đến kia ngày xưa triều đình đại điện tiêu lang quân đã được rồi đến lúc hắn bước vào đại điện bên trong tử nhược yên lập tức là tiến lên đón trong con người có chút giật mình tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh điện bên trong những người khác cũng đều là chố mắt nhìn nhau vì thế cảm thấy giật mình vốn cho là còn phải chờ đợi mấy tháng thậm chí mấy năm công phu mới có thể hoàn thành cái gọi là dung hợp cứ việc lúc trước trận pháp ảnh hưởng bọn hắn là thấy được trấn thủ vực giới vực thế giới bị áp xúc thay đổi chỉ có một cái nho nhỏ tinh thể kích thước nhưng rốt cuộc là một phương giới vực thế giới, trọng lượng tương ứng không biết biến, tựa như cùng thế giới chi tâm. Cho dù là tiêu thiên khủng bố như vậy cường giả, chuyên trở giới vực thế giới, hẳn đều sẽ rất cố hết sức, mỗi ngày chuyển một đoạn khoảng cách, trở lại nghỉ ngơi. Bọn hắn là dạng này tưởng tượng, có thể tiêu thiên chính là dùng mình hành động thực tế để bọn hắn rõ ràng. Chí tưởng tượng của mình tại vị này trước mặt, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thốn. Hơi chút trò chuyện, cùng tiêu thiên triệt để sau khi xác nhận, mọi người mới biết hẳn là giới vực thế giới dung hợp. Hơn nữa, vì để bọn hắn có một cái rõ ràng ấn tượng, tiêu thiên trường lực càng là bao phủ đang lúc mọi người trên thân, mang theo bọn hắn cùng nhau lăng không mà lên, không ngừng bay cao. Rất nhanh ly khai hôm nay linh năng phủ tinh cầu, đi đến bên ngoài kia hắc ám trên hư không, ngắm nhìn xa xa phong quang. Cư nhiên là biến thành bộ dáng này, nhìn rõ ràng phương xa, tử nhược yên cũng cảm thấy giật mình, đi qua bay lên trời, có thể nhìn thấy chính là vùng trời nóc thế giới bức tường ngăn cản. Hôm nay chính là đi tới tương tự với trong hư không tối tăm địa giới, chỉ là không có hư không loạn lưu mà là tràn ngập linh khí. Bên kia, Lâm Thủ Thành chính là tò mò nhìn phương xa hiện ra đường cong lục địa, Tiêu đại nhân, cái này chính là ngày xưa nữ đế liên hợp đế vực nơi ở sao? Không tệ, Lâm tộc trưởng có ý kiến gì? Tiêu Thiên gật đầu, nhìn Lâm Thủ Thành. Lâm Thủ Thành trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng, căn cứ vào trong tộc ghi chép, đi qua tộc nhân không phải là không có phái phân thân ra ngoài tra xét, chỉ là hành tung che giấu, không người hiểu rõ. Tiêu đại nhân ban đầu đến chấn thủ vực cũng là nhìn thấy chúng ta sinh tồn dụng đất lấy hình cầu chậm rãi vận chuyển. Ở thế giới bức tường ngăn cản che chở phía dưới, bình yên vô sự, không chịu hư không loạn lưu quấy nhiễu. Nhưng tộc nhân lặng lẽ rời khỏi, ngạc nhiên phát hiện bên ngoài chư thiên vạn giới, nhưng căn bản không phải như vậy, thế giới bức tường ngăn cản bên trong chính là hoàn chỉnh đại địa vùng trời có đại nhật viêm tinh cùng hàng quang minh nguyệt treo một lít vừa rơi xuống ngày đêm thay đổi sắp tới thì xa bốn mùa biến hóa khi đó sau khi chúng ta thì biết rõ chư thiên vạn giới cùng chúng ta thứ 94 chấn thủ vực không giống nhau lắm lâm thủ thành nói xong quay đầu nhìn về phía phương xa nữ đế liên hợp đế vực chỗ ở lục địa đam chiêu nếu như nữ đế liên hợp đế vực ngày xưa lục địa liều chết hoàn chỉnh há chẳng phải là giống như tiêu lang quân nói hóa thành cùng linh năng phủ một dạng tinh cầu Tử Nhược Yên nói xong, vừa nhìn về phía Lâm Thủ Thành, liên quan tới tinh cầu này lục địa chi biệt, các ngươi trong tộc còn có ghi chép. Lâm Thủ Thành lắc đầu, trả lời quả quyết, cũng không có, cái này không cùng địa phương, vẫn là đến tiếp sau này cho xét biết rõ. Chấm nếu mà nhớ không tệ, các ngươi linh năng thần tộc truyền thừa đứt đoạn một chuyện, cũng là tại trước đây thật lâu rồi. Tử Nhược Yên vừa nói, nhìn Lâm Thủ Thành hỏi lại. Lâm Thủ Thành gật đầu, nhìn đến Tử Nhược Yên, mười phần rất xưa, ít nhất là ngàn vạn năm trước sự tình rồi. Ngài tổ tiên nhân hoàng tử cực vô địch, tung hoành chư thiên vạn giới thời điểm, đều vẫn chỉ là 400 vạn năm lúc trước đi. Tử Nhược Yên nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy thời gian này đúng là đặc biệt rất xưa, giống như nàng bản thân mới chừng 20 tuổi tác. Bất quá, bước vào chư thiên vạn giới sau đó, đi qua tuổi tác phán xét tiêu chuẩn, liền muốn hơi thay đổi một hồi. Hôm nay đại viêm hoàng triều, bởi vì thuộc về thượng vị giới vực thế giới, cộng thêm hoàn cảnh biến hóa, linh khí ẩn dưỡng thân thể, cường hóa thể phách, dân chúng tầm thường thọ chung đi ngủ ít nhất đều là gần 200 tuổi. Chờ một hồi, Từ Nhược Yên bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lần nữa ngẩng đầu nhìn về Lâm Thủ Thành, ngươi nói chấm tổ tiên nhân hoàng, ngày xưa sống động thời đại, chính là 4 triệu năm trước. Không tệ, chúng ta nhất tộc mặc dù là chấn thủ, không thể tự ý động, nhưng vẫn là sẽ có trong tộc đời trước hiện ra phân thân đi ra ngoài, biết rõ bên dưới bên ngoài biến hóa. Nói đến nhân tộc, 5 triệu năm trước, thuộc về là nhân vương thời đại, hắn mang nhân tộc cuột khởi, tung hoành tứ phương, 400 vạn năm bắt đầu chính là bệ hạ tổ tiên từ cực vô địch thời đại. Nhân hoàng tử cực vô địch mang theo giới quyền tứ đế, sáng lập hoàng đình, hùng bá một phương, chấn nhiếp chư thiên vạn giới 80 vạn năm. Đó là nhân hoàng thời đại, nhân tộc hoàng đình thời đại. Tử Nhược Yên lại không thèm để ý tổ tiên vinh quang mà là cao mày, hư không chiến trường tại ngàn vạn năm trước đã tồn tại hơn nữa đóng băng đến sao. Không tệ, ngàn vạn năm trước trong tộc truyền thừa đứt đoạn, chỉ có thể từ một ít cổ tịch đôi câu vài lời, hiểu được lác đác tin tức. Lâm Thủ Thành nhẹ nhàng gật đầu, không nhịn được than thở. Hôm nay có thể biết rõ một ít bí văn cùng sự tình, cũng là tại giải từ vụ chi địa, là chúng ta nhất tộc đời trước cường giả sau khi chết hình thành. Thường xuyên phái tộc nhân phân thân tìm kiếm, ở bên trong một ít di chỉ cổ tích, dẫn một ít manh mối, lúc nãy dò xét đến quá khứ một ít. Không tránh được sẽ trải qua một ít hư không chiến trường, đều là đóng bằng đấy. Từ Nhược Yên chính là nhạy cảm phát hiện chỗ kỳ quái, nhìn Lâm Thủ Thành, trải qua hư không chiến trường. Chẳng lẽ nói, cái này chết xương chi địa nơi ở càng nhiều hơn tại hư không chiến trường phụ cận. Cái này, Lâm Thủ Thành sừng sốt một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh tam triều thừa tướng, lưu lão, ngươi duyệt lần trong tộc ghi chép, chính là như thế. a à, lão phu suy nghĩ một chút, lưu lão híp cặp mắt, nghĩ ngợi chốc lát, đột nhiên trợn to cặp mắt, bình thường vẫn không cảm giác được đến, vừa nói như thế, có vẻ như thực sự tương đối hung hiểm khổng lồ từ vụ chi địa, phần lớn ngay tại hư không chiến trường phụ cận. Nghe thấy Lưu lão cách nói, Lâm Thủ Thành phảng phất là đã minh bạch cái gì, bệ hạ suy nghĩ, đó là đã đoán đi chúng ta linh năng thần tộc, tại ngàn vạn năm trước ở tại hư không chiến trường, cùng người bùng nổ qua đại chiến, tử thương vô số, đã tạo thành tử vụ chi địa. Từ Nhược Yên nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ tại càng xa xưa thời đại, các ngươi nhất tộc truyền thừa đứt đoạn, cùng hư không chiến trường đóng băng sự tình, liền có quan hệ ngàn vạn năm trước hư không chiến trường đã tồn tại từ khi đó bắt đầu từ đã biết ghi chép các ngươi nhất tộc liền bắt đầu chấn thủ mà các ngươi thứ 94 mươi chấn thủ vực thuộc về tiêu lang quân trong miệng tinh cầu hình thái vậy sao tại các ngươi nhất tộc truyền thừa đứt đoạn trước thời đại chư thiên vạn giới nói không chừng đều là dạng này làm cho này chủng tinh cầu bộ dáng từ nhược yên thuyết pháp để cho lâm thủ thành gật đầu không ngừng cảm thấy rất có khả năng đã từng lâu đời thời đại nói không chừng chư thiên vạn giới tình huống thật đều là cùng chấn thủ vực một dạng vì tinh cầu tinh thần bộ dáng bên cạnh tiêu thiên bỗng nhiên mở miệng cho nên nói đã từng là ra chuyện gì đem chư thiên vạn giới tinh cầu đều rối rít đánh bể nát cho nên hình thành trạng huống như vậy điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao đâu đâu cũng có thế giới toái phiến rồi nói không chừng chính là ban đầu xảy ra chuyện sau đó phá toái mà thành hơn nữa, cũng có thể nói rõ vì sao thế giới toái phiến phần lớn ở một cái cái giới vực thế giới xung quanh. Tiêu Thiên mà nói, để cho mọi người dối rít gật đầu tán đồng, cảm thấy rất có đạo lý. Bên cạnh Lưu Lão lại lần nữa mở miệng, nhưng vì sao Tiêu Đại Nhân có thể ung dung đem giới vực thế giới dung hợp, mà trong tộc ghi chép có cường giả đem hai cái thế giới toái phiến bính hợp đều sẽ tạo thành vỡ vụn tình huống này. Đúng a à, cả đám đều dối rít hướng phía Tiêu Thiên phương hướng nhìn đến nếu như dựa theo tiêu thiên suy đoán nói nếu đi qua giới vực thế giới đều là giống như tinh cầu một dạng phá toái liều mạng trở về vì sao không làm được ngược lại thì hắn có thể ung dung dung hợp giới vực thế giới tiêu thiên trầm mặc hồi lâu giang hai tay ra mặt đầy vô tội khả năng đây chính là thiên phú đi đối với câu trả lời này mọi người khóe miệng hơi hơi co quáp đây cũng không phải là thiên phú không thiên phú vấn đề được không căn bản là chuyện không thể nào để ngươi cho làm được Tử Nhược Yên không có đi xoắn xít những này, Tiêu Lang Quân hôm nay ở trong mắt của nàng đã là vượt quá lẽ thường tồn tại, toàn thân bao phủ tại trong sương mù. Nàng thậm chí đều ở đây hoài nghi, ban đầu cái kia triệu hoán phù lục có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Trước mắt càng thêm hấp dẫn Tử Nhược Yên chú ý lực một chút, chính là ngày xưa hư không chiến trường mở ra sự tình. Ban đầu hư không chiến trường mở ra, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tử Nhược Yên nhìn Lâm Thủ Thành vô cùng hiếu kỳ hồi tưởng lại cái này lâm thủ thành cũng là không khỏi cau mày chuyện này đối quá khứ hắn lại nói xem như trong tộc tân mật dù sao trấn thủ sách in thân chính là mỗi một thời đại tộc trưởng mới có thể biết hôm nay ngược lại không có gì gìn giữ bí mật cần thiết trầm ngâm chốc lát lâm thủ thành điều chỉnh bên dưới ngôn ngữ tiếp tục thuật rõ ban đầu trấn thủ ấn nơi ở bình yên vô sự liền vết nứt không gian đều là không có duy nhất có thể biết rõ đúng là chúng ta nhất tộc cùng chấn thủ ấn, đồng sinh cộng tử, đó là không có thể tùy ý rời khỏi. Phía trước chỉ có nhỏ bé một khe hở không gian, chấn thủ ấn cần chấn áp phía trước tràn ngập ra không gian loạn lưu không sao cả. Kết quả 320 vạn năm trước, bỗng nhiên phát sinh biến cố, vết nứt không gian trong đó hiện ra không gian xé rách chi lực, bắt đầu điên cuồng trùng kích chấn thủ ấn. Mới bắt đầu, chúng ta còn không biết đạo chuyện gì xảy ra, thẳng đến phía sau mới hiểu chấn thủ ấn nhận được trùng kích sau đó đông hư không chiến trường bắt đầu lần lượt tháo gỡ phong ấn đại chiến mở ra theo sau sự tình tiêu thiên chính bọn hắn cũng biết nhân hoàng thời đại kết thúc bọn hắn tàng linh thành công chống cự giấu võ tấn công hơn nữa chiến thắng đối phương chạy về hư không chiến trường bên kia đến tận đây mở ra hư không chiến trường vẫn là bị chấn thủ phòng ngự đến dài đến 170 vạn năm rằng co bắt đầu đại chiến thời điểm chấn thủ ấn tiếp nhận không gian xé rách chi lực là càng lúc càng kịch liệt chúng ta đây cái gọi là cổ thần tộc linh năng thần tộc nhất mạch chỉ có thể ở chấn thủ vực chấn thủ chống cự. Dù sao tộc nhân chúng ta vô pháp ra chiến trường, đi tới nếu như chết trận, tộc nhân càng ít, chấn thủ ấn lực lượng liền sẽ tụt xuống. Một khi chấn thủ ấn chấn thủ hay sao, đó mới là thiên đại tai họa. Chỉ đáng tiếc, cho dù là đại chiến kết thúc, chấn thủ ấn đối mặt không gian xé rách chi lực, không giảm mà lại tăng. Cho nên chúng ta một mạch là đợi tại trấn thủ vực không ra, thời gian bộc phát lâu, chưa thiên vạn giới cũng không biết chúng ta nhất tộc tồn tại. Lâm thủ thành đem sự tình nói liên tục, đây đều là đi qua trong tộc đời trước ghi lại sự tình. Vậy cái thời đại đại chiến rất khốc liệt, Tử Nhược Yên nhẹ giọng nỉ non, nàng từ biết dấu vết là có thể đoán ra được. Đại viêm đế đô phải trả ra to lớn như vậy hy sinh, hiến tế mình và 99 con trợ lực nhân hoàng tổ tiên. Đời trước, đó là bỏ ra vô số máu tươi cùng nỗ lực, lúc nãy đổi hiện tại Tàng Linh Bình An. Không nói những này chuyện đã qua, đi trước đại viêm hoàng triều xem, ta mang bọn ngươi gặp một chút cổ thần tộc vạn tượng nhất mạch." Tiêu Thiên mở miệng lần nữa, khoát tay một cái, hướng phía bên cạnh Lâm Thủ Thành bọn họ nói. Từ Nhược Yên chính là liếc nhìn Tiêu Thiên, "Tiêu Lang Quân, ngươi liền dẫn bọn hắn đi nhìn một chút, trước đưa ta trở về hoàng thành." Không thành vấn đề. Tiêu Thiên vừa nói, trường lực bao phủ mọi người, đột nhiên hướng phía đế vực nguyên bản lục địa đi qua. Tránh cho tạo thành cái gọi là phá hư, Tiêu Thiên cùng hư không đi đường so sánh, kém xa, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Không hơi chốc lát, liền đi đến đại viêm trên hoàng thành không. Từ nhược yên xoay người, hướng phía Tiêu Thiên để lộ ra nụ cười, mang theo bọn hắn, lại đi chơi đi. Tuân chỉ, Tiêu Thiên nghịch ngợm cười một tiếng, dẫn lâm thủ thành, lâm bát vân bọn hắn, hướng phía thanh viêm chạy chăn nuôi đi qua. Chỉ là rơi vào hoàng thành bên trong tử nhược yên, vừa mới chân trước vừa đi vào ngự thư phòng. Phía sau, liền có tử đế tôn mang theo lạc thao thiên chạy tới. Ân, nhìn phụ thân cùng lạc thao thiên vừa tiến đến, tử nhược yên có chút kỳ quái. Mà bên này, tử đế tôn chính là vội vàng hỏi, tiểu yên A cùng vi phụ nói một chút tiểu tiêu có phải hay không lại dung hợp. Bên kia, tiêu thiên mang theo lâm thủ thành cùng lâm bát vân và người khác hướng phía thanh viêm chạy chăn nuôi lăng không tới. Đến gần trên đường, Lâm Bát Vân cảm giác bốn phía, hướng về Tiêu Thiên nói: "Tiêu đại nhân, thiên địa linh khí này là còn tinh khiết hơn rất nhiều, nhưng vẫn là rối loạn không ít, không được điều chỉnh." Đúng như cùng ngài nói như vậy, đây dung hợp sau đó linh khí, đúng là lung tung. Tiêu Thiên gật đầu, hướng phía Lâm Bát Vân nói: "Tiếp theo, chính là các ngươi nhất tộc còn bận rộn hơn sự tình rồi." "Tiêu đại nhân yên tâm, nếu như chút chuyện nhỏ này không làm tốt, chúng ta linh năng thần tộc cũng không xứng để cho ngài cứu giúp rồi." Vừa nói, bọn hắn rất nhanh đến thanh viêm sơn. Tiêu Thiên càng là mang theo bọn hắn, chạy thẳng tới hoa thần Long Thụ để nhìn đế tân lộ. Chỉ là đến dưới tảng cây, đúng lúc là nhìn thấy hoa tài đầu chính tại vậy theo đoán đến hoa thần Long Thụ nhưng không thấy đế tân lộ thân ảnh. Tiêu Đại Nhân, nhìn thấy Tiêu Thiên đến, hoa tài đầu không mình hành lễ, kia Tuấn Mỹ vô song trên khuôn mặt để lộ ra nghi hoặc nhìn kia Lâm Thủ Thành cùng Lâm Bát Vân và người khác. Hiển nhiên, đó là tại hiếu kỳ bọn hắn thân phận. Hoa thần tộc nhìn thấy hoa tài đầu lâm thủ thành ngược lại rất giật mình quan sát tỉ mỉ sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ không muốn đến tiêu đại nhân tại đây cư nhiên còn có cổ thần tộc một mạch khác tồn tại ân tiêu thiên mặt đầy ngạc nhiên nghiêng đầu hướng phía hoa tài đầu nhìn lại hoa thần tộc cũng là cổ thần tộc nhất mạch lâm thủ thành gật đầu không tệ cổ tịch ghi chép hoa thần tộc nhất mạch này thật giống như vạn tượng thần tộc cùng chúng ta linh năng thần tộc nhất mạch nhân duyên bên trong đản sinh thoát ly khỏi đi nhất mạch căn nguyên khá sâu a à, Tiêu Thiên bừng tỉnh, hướng phía hoa tài đầu nhìn lại, biểu tình cổ quái, đây, vẫn là cái chuỗi ha. Mọi người, đến đây là hết tập 360 rồi, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha cả nhà.